Chào mừng các bạn đến với Brand Workshop Việt Nam Channel. Mắm cà xỉu là một trong những đặc sản của xứ Hà Tiên, Kiên Giang, với cách chế biến được xem là đỉnh cao nhất trong các món ăn từ cà xỉu. Loại mắm này tuy còn lạ lẫm với thực khách thập phương nhưng gắn bó với đời sống của người dân nơi đây bao thế hệ. Hà Tiên có vị trí địa lý thuận lợi nằm trong khu vực biên giới vừa giáp biển nên ẩm thực Hà Tiên rất phong phú với nhiều món ăn ngon. Vùng đất Hà Tiên, Kiên Giang nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng, mang đậm nét văn hóa Việt, Hoa, Khmer, đặc sản trứ danh nơi đây không thể không nhắc đến món ăn từ cà xỉu. Cà xỉu là loài nhuyễn thể có lớp vỏ màu xanh, phần thịt mềm và ngọt. Cà xỉu có vẻ ngoài kém hấp dẫn nên khiến nhiều du khách lần đầu nhìn thấy không khỏi dè chừng và e sợ. Tuy nhiên, loại hải sản này lại là nguyên liệu để chế biến nên nhiều món ăn ngon. Vì chúng sống ở dưới bùn đất nên quá trình sơ chế đòi hỏi sự kỳ công và tỉ mỉ. Mắm cà xỉu là đặc sản thương hiệu chất chứa mùi vị hòa quyện của đất và xứ biển Hà Tiên. Cà xỉu sau khi sơ chế sạch sẽ được đem làm mắm, người địa phương thường dùng hũ cứ xếp một lớp cà xỉu xong lại rắc một lớp muối lên. Tùy theo sở thích của từng người mà có thể muối cà xỉu bằng nước muối hoặc muối hạt, thêm đường để nhanh chua hơn. Theo người dân địa phương, cà xỉu ngon bổ nhất là phần chân dài, có độ giòn, sần sật, rất vừa miệng. Chúng được ví như thần dược, có tác dụng tăng cường sinh lực nam giới và trở thành món khoái khẩu của cánh mày râu. Cà xỉu muối lâu ngày làm thành mắm, nhưng người dân Hà Tiên thường sử dụng cà xỉu muối trong thời gian ngắn khoảng vài tiếng đồng hồ để làm món ăn. Gỏi xoài cà xỉu có vị chua, mặn, ngọt và cay, đặc biệt phần đuôi cà xỉu dài sau khi muối có màu trong vắt, ăn rất giòn. Gỏi đu đủ cà xỉu, mắm được trộn sẵn, bán đem về ăn với cơm trắng trộn gỏi đu đủ thì còn gì bằng. Vị ngọt thơm của thịt cà xỉu với phần chân dài giòn sần sật hòa quyện với nước sốt của vị chua, cay, mặn, ngọt. Mắm cà xỉu là một trong những đặc sản của xứ Hà Tiên với cách chế biến được xem là đỉnh cao nhất trong các món ăn ngon từ cà xỉu. Loại mắm này tuy còn lạ lẫm với thực khách thập phương nhưng đã gắn bó với đời sống người dân bao thế hệ. Hương vị mắm cà xỉu được nhiều người nhận xét là không thua kém gì với những loại mắm ngon nổi tiếng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy nhấn đăng ký để theo dõi được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!